xem xét không cho nhà thầu Senco 8 tham gia cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Đánh giá sau lễ phát động phong trào 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam tại dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết, vẫn còn một số nhà thầu chưa quyết liệt trong việc huy động nguồn lực để tổ chức triển khai, dẫn đến công tác thi công còn manh mún, có nguy cơ rất lớn không hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Bộ Giao thông Vận tải đã gửi văn bản số 10.551 ngày 11 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 trên cơ sở biên bản cam kết đã ký với các nhà thầu, trong đó có Senco 8, hàng tuần tổ chức theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện của từng nhà thầu. Đến ngày 15 tháng 10, với các nhà thầu không thực hiện đảm bảo như cam kết, Ban Quản lý Dự án 7 báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét không cho tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Nếu đến ngày 30 tháng 10 tiếp tục không hoàn thành, Ban Quản lý Dự án thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải giải pháp thực hiện đối với các khối lượng còn lại, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, trong bối cảnh này, cần xem xét kỹ năng lực thi công, thiết bị kỹ thuật các nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ các dự án hiện hữu. Có thể nhà thầu được giao quá nhiều dự án, gói thầu nên họ không đủ năng lực, thiết bị máy móc để thực hiện. Muốn đảm bảo tiến độ thì không nên giao cho doanh nghiệp thực hiện cùng lúc quá nhiều dự án, ông Thịnh nói.